Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài bò sát kiển với kích thước rất lớn. Loài này có tên là cự đà tê giác, với tuổi thọ trung bình từ 15 đến 20 năm. Loại này có thể vừa ăn thịt mà cũng có thể vừa ăn chay như thế này. Cự đà tê giác thì có chỉ số IQ rất cao, rất thông minh. Nếu các bạn nuôi chúng trong một thời gian dài, tiếp xúc với nó quen rồi thì chỉ cần gọi tên nó như thế này là nó sẽ bò đến với bạn vậy nè. Heo, lại đi con. Nông lại mọi người. Để nuôi một bé cự đà tê giác thì chỉ cần nuôi trong một môi trường có nắng đầy đủ, không quá ẩm thấp. Bởi vì loại này nó rất thích nắng. Các bạn coi nó bò đã rồi đến nằm dưới nắng nè. Trời ơi, nhìn nó như một con heo vậy. Nếu các bạn không sợ thì nuôi một bé như thế này rồi hàng ngày ẩm bồng, dắt nó đi dạo như vậy nè, thì lúc đó ôi, trông bạn thật là ngầu, như bé heo vậy nè.